xem đấy. Đây quý vị này. Đấy. Quý vị thấy anh đang ngồi lên hòn đá vậy đấy quý vị ạ. Hết miếng đất rồi anh ngồi lên hòn đá. Chào tất cả quý ông bà cô bác và quý anh chị em. Hôm nay Khánh đang có mặt trong khu vực Gia Phát. Lâu lâu rồi thì cứ cách khoảng tháng rưỡi thì Khánh lại đi một vòng quý vị ạ, để Khánh truyền tải những phần quà của quý ân nhân đến với những gia đình nghèo trong các cái giáo xứ quanh quanh vùng Gia Kiệm với quý vị. Hôm nay thì Khánh sẽ đi Gia Yên với Gia Phát quý vị ạ. Khánh đang có mặt ở đây là trong Gia Phát. Khánh đang kiếm nhà bà cụ mà có mấy người con tâm thần với quý vị. Lâu lâu mình không biết mình chạy qua luôn. Ở đây là quý vị này. Ồ, đấy, quý vị xem nhà bà đây. À, bà nhận ra Khánh luôn đấy quý vị ạ. Bà cười cả. Đây, quý vị nhìn xem này. Mùa mưa lụt, mấy ngày nay mưa lụt lắm này quý vị. Chào bà. Đấy, quý vị ạ. Hay thầy, bà nhớ hay thầy. Rồi, thầm mình vô. Đấy quý vị ạ, lâu rồi không đến thăm bà ở đây. Vâng. Bà ấy nó ngập lâu chưa bà? Dạ, nó ngập mấy mưa hôm kia đấy. À, mưa hôm kia mà hôm nay nó chưa hết ngập đấy. Hôm nay chị không đi làm à? Dạ. À, vâng. Chưa có việc á cả. À, vậy hai anh kia đâu rồi bà? Dạ. Vẫn đằng sau à? Vâng. Con ra con ngó hẳn cái bà giờ. Bà cứ ở đấy đi con đi lối này con ngó. Dạ thôi. Vàng thôi. Thôi ướt nhà bà thôi để con ngó cái này cái thôi. Lúc mưa lớn là nó. Vàng thôi được rồi ạ. Lúc mưa lớn là nó lụt lên tới cao hơn gần vào nhà luôn. Còn qua một đêm nó rút rồi. Ôi giời, quý vị xem này. Nhìn nhà bà lại nhớ đến nhà hàng bà cụ ở trên Kim Phát trên Đức Huy nữa quý vị ạ. Đâu mình có hai anh đóng đồ ở đâu rồi quý vị xem đấy. Đây quý vị này đấy. Quý vị thấy anh đang ngồi lên hòn đá vậy đấy quý vị ạ. Hết miếng đất rồi giờ anh ngồi lên hòn đá đấy. Còn một anh thì đóng đồ ngoài vườn không biết chỗ nào. Đang ở nhà bếp đang nấu cơm thì quý vị này. Đây. Đang nấu cơm quý vị. Rồi, trong mà đang đập đến ăn nữa. Vậy thôi quý vị tham quan sơ vậy quý vị nhé. Đây quý vị ạ. Về tối trưởng suốt đêm luôn. À cái anh mà biết hơn một tí ra chị. Đấy cái người mà hay dẫn xe đạp đi ra à, đường ấy. À. Tối trưởng suốt đêm. Cứ chửi à? Cứ chửi cái gì chị? Không cứ nói lung tung vậy chửi. À. Không vậy. Cứ chửi không vậy. À. Không vậy.
Vâng. Chửi một lúc mà đến 3 giờ sáng bắt đầu cái thôi đấy. À. Lúc đến 3 giờ sáng. Chị ơi, nhà mình có được xã hỗ trợ cái gì không? Em thấy có nhiều nơi mình xin nhưng mình được cái bằng chị. Nghĩa là nhà nước cũng cho nhưng mà cả 3 người mới được 1 triệu hơn 1 triệu. Vâng. Không đủ tiền cho bà cũng. Vâng. 3 người là 1 triệu 2, 600 một người. Vâng. Chị còn mấy nay công việc chị thất nghiệp à hay sao vậy? Ừ, không có việc, con nên tại vì gỗ đó con. Vâng. Gỗ nó cao quá nên cái công ty này nó là tư nhân. À, vâng. Con để cái mic ở đây. Nó không có việc. Con để cái âm thanh ở đây. À, vậy đó. À, như vậy là chị có việc lâu chưa? Chị thất nghiệp lâu chưa? Ồ vậy à? Khờ đi ở đây mà cả tháng. À, không có việc luôn đấy. Ồ, vừa. Là do gỗ nó lên giá hả chị? Gỗ nó cao quá, sao à. Nó làm không có lời á. À. Ồ vậy đấy, vậy thất nghiệp. Con bà mấy nay bà có khỏe không con? Trời ốm suốt từ mùng 1 Tết đến giờ cha và đưa mình sáng xuống này. À vậy à bà. Vâng. Thì cha ngày nào cha tiểu nào cha cũng xuống. Men đang vâng. Ngồi hả? Ờ thì đấy, ngồi đấy đấy em. Ốm quá, ốm từ mùng 1 đấy. Vâng. Gọi ông đâu có vô. Vâng. Mấy người này mình đâu có nói được đâu. Vâng. Họ cứ theo ý họ thôi chứ họ vâng. Không nghe mình. Đúng rồi. Giá mà có điều kiện thì cho đi khám bệnh mới uống thuốc ấy, mua thuốc tây có, uống ấy. Thuốc có khám có. Nọ có đi khám mà. Chứ là hồi trước là ở bệnh viện ở Biên Hòa. Vâng. Cái gì tâm thần. Vâng. Đó. Được một thời gian xong bắt đầu là có giấy đàng hoàng của bác sĩ. Vâng. Bây giờ hiện tại có giấy rồi. Vâng, nhưng mà có đi lấy thuốc uống đều không chị? Mà bây giờ lên có lấy thuốc cũng đâu uống đâu. À. Khó lắm. Huyền ơi, Huyền ơi. Có một anh đang ở cái chòi bên này nữa, coi chừng em gặp với anh đánh đấy, anh giật mình anh đánh đấy nhá. Đứng cửa bếp ngó thôi được rồi nha. Không, nó không đánh ai. À vậy à, tại có anh kia sợ anh giật mình thôi. Vâng, từ ngày bị ốm đến giờ không đánh ai bây giờ. Vâng, có một anh đang nấu cơm ở trong cái chòi bên tay trái em nữa cơ. À, đúng rồi. Vâng, đấy. Nấu tự ăn, nhiều khi nấu không đâu đâu, đâu ăn đâu. Nhiều khi chị nấu ấy, để vâng. Đi đấy mà đâu ăn, bảo là bỏ thuốc độc ấy. À, ăn, tự nấu tự ăn. Tự nấu. À, chứ mình nấu cho ăn là cũng không chịu. Ừ, vâng, chịu. Đấy, vâng. Có lúc ghét hả đi. Vâng. Vậy bà, mấy ngày mưa thì lụt cả tuần nay, cứ lụt qua lụt lại vậy ạ? Lụt nhiều, lụt ngập vào đây. À, vâng, ngập vào nhà luôn ạ. Vâng. Khổ lắm, nhiều khi không có chỗ mà ngồi. À, vậy ạ. Ngập vậy. Tôi cũng sợ. Thấy nước không ngập vô mình cũng sợ. Mà mưa to này thì lo lắm. Giật đấy, sợ. Mẹ sợ, con sợ. Cứ cầu xin, cứ ngồi cầu xin. À vậy đấy. Đúng chị là lâu lâu nó chị sợ ngập vào nhà điện giật thì đủ thứ nữa chẳng. Vâng, điện giật. Chị ạ, vậy có bây giờ con gì nó bò vô, con rắn con rết gì có không chị? Có chứ. Con côn trùng chuột có bò. Có cạp nữa. Vâng, có đấy. Có cạp màu xanh xanh đấy. Vâng, vậy đó. Với lại cũng có rắn nữa. Vâng. Lại mấy cái con. Dù nọ con rắn nó to lắm. Con nằm trong vườn giường. À ừ. Vậy à ca. Đến lúc mà đến lúc nó ngóc đầu ra cái hò con này nó vàng nó đánh. Vậy à, may nó không cắn bà chẳng. Ừ. Đấy nó phải gầm giường luôn đấy. Vâng. Ừ. Hôm ấy thì tại cái giường nó sát đất vậy này. Vâng. Xong rồi người ta vào ta thăm người ta thấy vậy. À. Người ta tội người ta mới cho cái giường. À. Mới có người biếu bà cái giường. Cái giường cao vâng. Cao. À. Hôm nọ nó sát đất ấy. À. Làm nó nghĩa là bọ cạp với lại rắn rồi nó cứ bò lên giường nó nằm ấy. Đấy, nghe không? Đấy, tại nước nó ngập thấy, như vậy mà. Nước nó ngập đây, nó theo nước ấy. Vâng. Người ta vào, người ta thăm, người ta thấy vậy, người ta biết cho cái giường. Thì đang ngồi nấu cơm, em khả năng. Đang thổi mặt sát cái bếp luôn, anh không dám đánh động ăn. Còn bình thường ăn ở cái chòi đấy, cái chòi ở dưới mãi dưới đấy, cái chòi bằng đấy, bạc ni lông đấy. Cái chòi mãi dưới. Nhưng anh không ngủ trên nhà, anh ngủ đó nữa. Cái là như vậy. Chúa ban cho là không đánh ai bao giờ. À, từ vâng. Ngày bị mát đến giờ mấy năm nay rồi. Nếu vậy cũng lớn tuổi lắm này bà ơi. Vâng. Thằng cháu thuộc đi rồi. Từ nhà trẻ luôn ạ. Vâng. Bệnh tự hồi kỳ năm đó là 16 cũng. À. Bệnh năm 16. Cái, nghĩa là không phải giờ bẩm sinh. À. Đến năm 16, 18 tuổi là mới bệnh. Đấy. Là kiểu như là ngủ trong rẫy ấy. À. Xong bắt đầu là tái mồ mả của người ta. Đấy. Mà mình không biết mình xin ấy. Vâng. Mà là nó theo luôn là coi như là nó đưa lên cha gì ở trên Đơn Khương ở gần Đà Lạt ấy. Thì cha bảo là mình coi như là ăn cư lập nghiệp rồi. Cái ông ở ngồi ở bếp là không của chị. Còn ông kia là đái mộ khác. Là con ma. Cuộc kỳ nó mới bắt đầu mà nó đến với nhau ấy. Trời hai con ma, hai người này là đánh nhau ghê lắm. À. Ừ, hai đứa đánh nhau ấy, chứ còn nó không đánh người ta. Ừ, nghĩa là ma với quỷ nó gặp nhau ấy. Xong nó đánh nhau là thì đấy nó chưa vào an cư lập nghiệp, nghĩa là nó chưa ở trong nát.
Vâng, thế con đây ạ. Bây giờ thì bây giờ là nhà đứa nào đứa đấy ở rồi, nó không có đánh nhau nữa. Tức nhưng là mà nhà nó... ma quỷ đấy. Nhà ma quỷ trong là nhà đứa nào có cha bảo nó ở trong nắp đấy. Cha bảo bây giờ nó đang ở trong nắp. Bây giờ cha bảo nó an cư được nghiệp rồi, cha cũng không bị vậy đó. Cha không đưa ra được. Đấy lên mồ mả. Cái những cái mồ mà hồi xưa ấy, nó lụt hết rồi, chỉ còn nhú lên có một tí thôi. Hồi xưa làm rẫy xong bắt đầu là hai cái mộ hai bên, cái người anh đi trước về xong người em ở lại rồi lại đái lên, vậy là hai người bỏ về luôn. Nó lụt hết lâu lắm rồi, cái mồ mả hồi xưa đó. Vào xin cũng thấy tôi cũng đâu có được. Rồi bảo người ta bảo chứ người ta bày cho làm con gà. Vâng. Xong rồi vào, đem vào để đến chốc mộ ấy, chốc mã người ta ấy, xong rồi xin người ta mà. Bây giờ thấy cũng không được. Mà chị ngày trước chị còn kể bà dẫn đến bảo là có hai ông đấy gặp cha cái bỏ vậy đi bộ về luôn. Đấy đúng rồi, đi bộ về cả tuần, đi bộ về tới đây rồi. Tiếp nó đi bộ từ thế là đường trời nắng đó, mình cứ tưởng tượng mình đi đôi dép như mày mà trời nắng hồi kỳ đấy là đang mùa nắng đấy. Vâng. Xong rồi hai người đi chân không vậy này. Vâng. Mà đi cái đường bốc khói luôn á. Mà đi phải hơn 10 ngày mới về Đà Kiện. Mà từ về Đà Lạt đến giờ. Vâng. Vào về từ Đà Lạt đi. Vâng. Bộ không á. Mà về tới đây còn ra nghĩa địa ở cả mấy ngày không mới về. Ra nghĩa địa ở mấy ngày để coi tình hình ở trong đây có ổn hay không ấy. Xong mà thấy không có ai bắt đi nữa là bắt đầu mới về. Như được cái từ ngày nó đi đến chờ mấy năm nay mà không đánh nhau. Không đánh ai bao giờ. Mà mình đi bệnh viện họ cho uống thuốc, mỗi lần uống thuốc có đỡ không chị? Thì uống xong là nó ngủ. À chị uống ngủ xong nhiều. Là ngủ. À thuốc đấy nó ngủ nhiều hiện ạ, có liều thuốc ghê lắm. À nhưng mà bây giờ đâu chịu uống nữa, nó không đi. À giờ không đi, giờ lên lấy thuốc về đưa đâu có uống. À giờ đâu uống nữa. Vâng. Tôi mỗi một tuần liều thuốc vậy là vô, mà thích ngồi là ngồi, không biết nào. Mỗi liều thuốc này này thuê đúng thuê tiền à, thuê thuốc bao thuốc, cứ mỗi liều thuốc là cho bao Đà Lạt. À hút Đà Lạt ghê lắm mà. À bây giờ cũng đâu chịu đâu. Vâng. Bây giờ có cho thuốc đâu chị, à không uống đâu. Gọi là Huyền ạ, muốn cho uống thuốc là phải cho gói thuốc nữa để dục uống này, để đấy. Nói uống này. Mà bây giờ nó không chịu nữa. Giờ đâu chị, hai anh em liền với nhau, liền tuổi. Thì cái người ở bếp là anh bị trước về nhà. Vậy là bà có tổng cộng là hai anh đấy với chị thôi là ba người thế đấy. Vâng. Và ông mất lâu chưa bà rằng? Mất lâu, mất mười mấy năm nè. À mười mấy năm nha. Chắc phải mấy chục rồi, mấy chục năm rồi. Vậy đấy. Vâng. Vâng. Thôi, con ghé thăm bà với chị với gia đình mình coi tình hình sao tí ấy. Dạ. Em gửi bà 1 triệu của gia đình nhà bé Bảo Châu đi ạ. Biếu bà xin của ân nhân. Cảm ơn tất cả em chị em. Vâng. Giúp đỡ cho tôi thì Chúa lại giả công nhé. Dạ vâng. Thì xin giúp cho tôi chẳng đi đâu được mà xin. Vâng. Bà cảm ơn gia đình nhà bé Bảo Châu và chúc phúc cho họ vậy thôi bà nhá. Bà đọc kinh cầu nguyện chúc phúc cho ân nhân vậy. Em gửi cho bà đi ạ. Vâng. 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 Để cảm ơn người ta nhé. Vâng. Còn cứ cầu nguyện thì vẫn cầu nguyện. Vâng. Vẫn ai sẽ giúp đỡ thì vẫn phải cầu nguyện cho người ta. Vâng, đúng rồi bà. Mình chúc phúc cho họ thôi đây. Vâng. Họ làm ăn họ có điều kiện thì họ lại nhớ đến mình. Được cái là ở đây thì cứ đến chiều đấy là cha cho thiết lễ. Vâng. Chú và cho thiết lễ. Đấy. Chứ đâu có đi được. Vâng, bà đang thuộc giáo xứ Gia Pháp rồi. Vâng. Vâng. Thứ, giáo xứ Gia Pháp. Vâng. Vâng, vậy thôi con chào bà với chào chị nhá, con đi vòng để cho nó kịp ạ. Vâng. Vâng, vâng, con đi. Con lòng ấy để giúp đỡ cho tôi, xin giúp cho tôi nhá. Vâng. Tôi chả đi được đến đâu ấy. Vâng, dạ. Năm nay 90 tuổi rồi. Vâng. Từ 93 rồi. Vâng, đấy. Dạ, vâng, con chào bà nhá. Vâng, vâng. Bây giờ nặng nề lắm, còn hai thằng mát. Vâng. Mát thì đâu có khỏe đâu. Vâng. Đâu có thật tính người đâu. Vâng. Khổ vậy, cho nên là Chúa cũng cho. Cũng khổ tâm cho bà đây. Mai mốt phải mất. Vâng. Không có, giờ có ai nuôi. Vâng. Bây giờ có mỗi mình con này ấy, thì nó quá tuổi đâu có để làm công ty được. Vâng. Ở nhà đâu có tiền. Vâng. Đấy. Vất vả lắm. Vâng. Chưa. Con đi bà nhá. Cảm ơn. Vâng. Đấy quý vị ạ. À. Quý vị nhìn lại hoàn cảnh của bà này. Cũng nhiều nỗi khổ tâm lắm quý vị ạ. Đấy, 4 người rồi bây giờ lại không có việc làm, có chị con gái không có việc làm là 4 người.
đấy, cháu bị nặng lắm cái vị này. Đấy. Khổ cháu lắm đấy cái vị ạ. Thôi không có cho tên ấy, về sau này à. Em đang bảo em giới thiệu, đang bảo chị Sài Gòn, em bảo gửi qua xem là bên Sài Gòn xem là người ta chữa có tận tâm không ấy. Có nghĩa này là mua một tháng là hết 700 ngàn thì thuốc tâm không? Là mình mua ở Biên Hòa nhá. Vâng, em này đi bác sĩ tư, còn còn thuốc rút gì đấy, thuốc bảo hiểm, họ chỉ cho thuốc bình thường, còn thuốc tốt là mình phải mua chứ đâu có, phải mua cho hết. À, vâng. Từ hồi năm 2 tuổi rồi đến bây giờ, mà năm nay là 12 năm rồi đấy. Mà ngày em xưa cũng mà nên nó mà nói chỉ biết nó là con nói chăng mà trong cái giường này nó hôi không chịu nổi ấy, xong cháu đập phá đồ lắm à, phá lắm à. Em thấy phóng cột lên cột xuống mà nó còn đẹp hơn nhất, nên em tăng tình mấy cái phóng rồi đấy. Vâng. Vậy bữa nào em thử cho cháu đi chỗ khác thử coi, mình đi chỗ này chỗ kia gọi là may đã gặp người đúng người ấy, không chịu đâu. Sài Gòn đang hỏi em, đang hỏi em gọi điện liên hệ đến Sài Gòn à. Để em coi xem đi nào này à. Cái này cũng người nhà cho đây mà em thấy giống giống à. Không có cho, nhiều khi bóc hết là vậy thì làm sao mà em biết được à. Bác thì có vậy thì làm sao mà người ta biết tên cái này, cái vị này thì có thể người ta biết này, còn cái này thì không thể người ta biết được à. Bác sĩ người ta không cho biết tên thuốc luôn à, em bảo em mua hẳn thuốc to về mà không cho à. Có giới thiệu lắm à. Không bán thì uống đánh xong bắt đầu bây giờ nó lên lên ra và bây giờ là đổ hai lần hết luôn à. Nói chung là uống từ nhỏ giờ là nó không biết uống, nó đắng gì nó bắt uống là phải uống. À, và đấy tội nghiệp cháu quá. Bây giờ nhiều khi họ muốn chụp tên này hồi bé chụp hình nó này. À. Bây giờ họ chúng ta không chụp được nó. Vâng. Nó coi nó cúi mặt như kia thì sao chúng hai tay nó dí mắt kìa đấy. Vâng. Còn bé em. Bé mà mắt cháu nó đã bị từ bé luôn rồi cháu. Cái à. Ờ, nãy giờ nhìn tưởng con trai. Ê con. Và mà chủ yếu là sống về sữa, bây giờ em đang bảo em cai sữa dần dần đi chứ 2 năm mình là suốt ngày sữa thì làm sao thì nó đập đầu tốn tiền nó đập đầu nó đập mạnh lắm. Và khi nó đập đầu em lấy cái tay đỡ mà lấy cái tay em ra luôn, nó đập đầu và nó lấy tay tát vào đầu nó ấy. Và đấy đấy cái bác sĩ tội nghiệp cháu quá này quý vị. Vâng. Mua nó là tổng hình đó chứ không phải đâu, như suốt từ hồi á. Vâng. Đẻ ra đến bây giờ em nghĩ thế, hồi đẻ rồi em không mặt rồi em lớn rồi thì em bắt là bụng thôi, em đi làm em đỡ. Vâng. Chứ phải nhà được cái kia cái họ. Vâng. Thôi vậy thì thôi em ạ, hôm nay em đi mang mấy quà của quý ân nhân này. Thôi thấy hoàn cảnh cháu vậy. Em có ân nhân thì có giúp được thì cho cháu thì giúp cho em. Thôi anh giúp cho, anh lấy của ân nhân anh giúp cho cháu 1 triệu em nhá. À. Cũng phải ngồi xuống dưới kia, nhiều khi cũng cực lắm. À. Chị tên là, em tên là gì đọc? Em tên là Hường. Chị Hường đấy quý vị ạ. À. Nếu mà quý vị có lòng thì giúp cho chị này. Cháu nó bị nặng quá quý vị ạ. À. Mà em nên đi chỗ này chỗ kia thử coi bác sĩ ấy, coi là chỗ nào mà biết nhau gặp đúng thầy đúng thuốc hay đọc. Đấy thì đấy em tính bây giờ cho nó 6 năm tiền thuốc của cái bà này rồi. Và vâng, mà bác sĩ thì thuốc tâm thần cho nên người ta không đề tem quý vị ạ. À. Họ không có cho mình xếp biết cái tem thuốc là gì luôn. Khổ vậy. Nên là em hỏi chứ giờ em thử đi em coi cái bà về trên Sài Gòn xem như nào thì vâng. Với liên hệ trên Sài Gòn hay bảo chứ cứ thử đi cái bà đấy phải tận tâm lắm. Vâng. Thì em đang ở đây là chị Hường quý vị ạ. À. Chị hay đi lau nhà mướn cho người ta thôi đấy. Vâng, thôi em gửi chị 1 triệu. Chị, à, chị ơi, cái này là của gia đình bên Mỹ của bé Bảo Châu ấy, chị cảm ơn ân nhân tiếng nhá. Cảm ơn những ân nhân mà nó hỏi tâm cho cháu thì em cảm ơn. Vâng. Vâng, đúng rồi vậy. Chẳng có cái gì em gọi là dâng cái sự hy sinh của tất cả ân nhân cho giúp con em thì em chỉ mọi sự em dâng hết cho Chúa thôi, chứ còn mà là em không còn em chỉ gọi là một lời cảm ơn là duy nhất thôi. Vâng. Đấy cũng buồn lắm, thôi cố gắng chị ạ, để biết sao nhỉ. Nhưng mà hy vọng là chị cho cháu đi biết thêm bác sĩ này bác sĩ kia, biết đâu đúng bệnh chị ạ, mình cũng nên chịu khó vậy. Và đấy, thì ngày nào giờ nào cứ cho bên tâm thần từ đồng nai mình cái này là em mấy năm đi cái này, 2 năm thì em cho uống thuốc bảo hiểm, mà 2 năm bảo hiểm thì mỗi lần là cũng phải 700 ngàn tiền một tháng. Và bảo hiểm còn bây giờ là đi tư, là bây giờ là cũng hồi trước là 600 mấy, bây giờ là thuốc người ta cũng lên giá. Và bây giờ là cũng phải 700 hơn 700.
Đấy. Đây quý vị ạ, có các cháu đấy và thôi chị thử cho khán giả xem cũng được nhỉ, thấy cái khổ của cháu không? Cháu nó ốm đau. Đây cái bác, đây cái bác coi này, nó thích đấy, có mẹ nó cũng thích. Và nhìn chung là nó phải nghe tiếng người nó mới yên tâm, là có người nhà nó mới không ấy, còn không có người nhà là nó phá rồi. Nó không thấy ai nó mất tự tin đấy. Thôi cầu chúc cho em gặp thầy gặp thuốc em nhá. Thôi cố gắng đi thử thử tí bác sĩ khác. Vâng vâng, thôi anh đi em nhá. Vâng vâng. Quý vị ạ, Khánh đang có mặt ở con đường Song Hành đi ngang qua xã Gia Tân 3 với Gia Tân 2, quý vị này. Khánh đang đi từ phía giáo sư Gia Phát thuộc về, trước đây thuộc về Bạch Lâm, đi về con đường Chu Văn An ở Gia Yên, quý vị này. Khánh vừa đến thêm một bà cụ lưng còng lắm rồi, nuôi người cháu tâm thần rồi đang đi bán vé số, quý vị. Chắc quý vị cũng nhớ nhớ bà đấy. Mà Khánh đến thì bà cũng đang đi bán vé số chưa về, mặc dù mấy ngày này cũng mưa bão, chắc do mưa cho nên bà ế, quý vị ạ. Bây giờ Khánh lại vào trong gia đình này, chắc cũng không gặp họ ở nhà đâu, nhưng mà thôi mình giúp họ chúc quà. Bởi vì ngày thường thì những người nào có thể đi lao động được thì họ cố gắng họ đi làm hết, quý vị ạ. Bây giờ Khánh đi theo con đường Chu Văn An này để Khánh vào phía trong. Cuối con đường này coi như gần cuối ăn và tính nghĩa thì có một cái giáo điểm của cha Tấn Sứ Gia Yên lập lên, gọi là giáo điểm Gia Liêm, quý vị ạ. Quý vị này, giờ đây là gia đình mà ăn mới mất chưa được 3 năm, mà chị có 6 người con. Cái cháu còn nhỏ lắm, mà ban ngày thì chị cứ đi làm công ty, tới tối chiều muộn mới về, quý vị ạ. Con gái các cháu này đang ở đây, các cháu chưa đi học. Đông ở nhà vậy mà chú đâu có mua kẹo mẹ đi làm rồi đúng không? Sao nay mẹ cháu lại ở nhà? May quá, biết sao chị lại ở nhà đấy. Thằng này hôm nay hết ốm lại nghịch rồi nè. Nhà mình là một cái gara xe đạp. Một cái gara xe đạp luôn ha. Ở đây thì gia đình chị có tí chuối chung quanh, quý vị ạ, nhưng mà thu nhập chẳng bao nhiêu hết. Đấy là rẻ thôi. Đây mẹ đây rồi. Mẹ của 6 người con. Cho cái cháu rồi phải không? Vâng. Vậy em có cho các cháu đi học được hết không? Thì cũng có cho nó đi học, đang mới 3 đứa lớp 1 này. 3 đứa lớp 1 luôn lúc á? Vâng. Vậy à. Vậy là có đứa học trễ, đứa học sớm không em? Gái con ngồi đây đi con. Con này 7 tuổi mà hai đứa này mới 5 tuổi. Con ngồi đây đi con gái, con ngồi đây này ha. Ngồi đây, ngồi đây. Không ngồi, ngồi à? Nó ngại chú ấy. Vậy là 3 đứa mới vào lớp 1. Vâng. Rồi đóng nguyên năm học phí hết triệu mấy một đứa rồi phải không em? Không, có được miễn giảm gì không? Cũng có em khai thì nó người ta lấy có 300 đứa mấy này này. Vậy là được diện miễn giảm gì đấy. Con này cũng lớp 3 này, còn thằng này lớp 6. Lớp 6 thì chưa lấy tiền. Chưa lấy tiền à? Con đang đăng ký học luôn rồi chứ? Đăng ký học mà nó chưa lấy tiền đâu. Vậy đấy. Còn con bé lớn thì nó học lớp bao nhiêu rồi em chẳng? Học lớp 11.
À, lớp 11 đấy. À, vậy năm cũng nay đỡ. Lên lớp 11 rồi. Vâng, nhà nước họ cũng hỗ trợ cho tí. Em, còn về vấn đề mà hỗ trợ người gì đấy, cái nhà em có được đồng nào tháng không nha? Cái em gì có à? Được diện gì không? Tại anh thấy mấy người tàn tật hay cái gì thì được diện hỗ trợ tháng được 600 ngàn đấy. Không, nhà em đâu có. À, nhà em đâu có phải không? Vâng. À, không có diện gì hết à? Vâng. Chỉ à. Có người ta cho cái hộ nghèo để đi học thôi. Vâng. À, họ miễn giảm hay là họ cho? Người ta cho đấy, tự cho. Vâng. Tự cho là hàng tháng họ cho ai? Không, không có. À, chỉ đi đóng học với cái học bớt cho đấy gì? Vâng, thì bớt cho 300 đứa nè. À. Bà đấy, người ta lấy 300 đứa. À, vậy là được giảm cũng phải gần 1 triệu một đứa đấy. Tại nhà mình như đóng học cũng 1.6 triệu hay gì? 1.6 triệu là cấp 2. Không, con ăn cấp 1 đấy. Cấp 1 học ở đâu? Học ở Chu Văn An đấy. À. Sao cháu nó đóng cái 1.6 triệu không hay gì? À, thì à, cái này người ta mới lấy có tiền học thôi, chưa lấy tiền gì hết. À, à vậy à. Mới lấy tiền học thôi, không chưa lấy tiền quần áo mà chưa lấy tiền sách vở. Chỉ lấy tiền học thôi là... À, vậy đấy. Ừ. 300 đứa. À, vậy thì mai kia vậy cũng lại tốn rồi. Cũng vâng, phải... mai kia thì quần áo với tiền sách vở. À, đúng rồi. Để tính sau. Ờ, cũng lại tốn rồi đấy. Ừ. Còn công việc em sao, kỳ trước em đâu có chuyển làm ca, bây giờ em nhắm vẳng cái làm qua ca. Vâng, thì người ta bảo đi theo ca, hẹn như là đi theo ca thế mà đi được thì đi ấy, còn không đi được thì nghỉ. À, họ bắt mình qua ca luôn á? Vâng. À, chứ không phải mình được chọn à? Không, không chọn đâu. Ồ, vậy hả? Kỳ trước có vì vậy không mà sao lần này lại vậy ta? Giờ công ty giờ nó thiếu người. À, vậy đó, họ bảo nếu không làm ca thì nghỉ đấy. Thì nghỉ, tại vì bây giờ em phải làm nuôi quân này, phải đi theo ca. À, chứ em không nói, con đừng có nghịch ồn nào, đừng nghịch nó kêu ồn nào nhá. Mà em không nói người ta là hoàn cảnh nhà mình như vậy được, họ không ưu tiên gì hết. Có, cũng có nói nhưng mà người ta bảo bây giờ chỉ vậy giờ công ty không có người. À, vậy á. Ồ, vậy làm theo ca vậy, có khi là như 11 giờ đi à, hay mấy giờ ta? À, em đi thì ca 2 thì nó em làm nhà bếp thì nó khoảng 9 giờ đi. À. Còn đi theo ca 3 thì 8 rưỡi ở đây đi. 8 rưỡi đi sáng á? Tối. Tối á? À. Xong rồi mấy giờ về? Thì sáng ra về. À, ca 3, 8 rưỡi tối cái gì, quý vị ạ? Hơi vất vả. Thôi, để khỏi mất thời gian của em với của quý khán giả thì anh hôm nay anh đi mang tí quà đi giúp các người nghèo á. Dạ, vâng. Của gia đình ân nhân là gia đình bé Bảo Châu ấy. Thôi anh giúp gia đình em 1 triệu nhá. Dạ, vâng. À, em mua cái gì, làm gì, sắm cái gì cho con thì tùy em nhá. Dạ, vâng. À, đây em này. Em cảm ơn gia đình bé Bảo Châu đi. Em cảm ơn gia đình bé Bảo Châu đã lo cho con em được đi học bằng cái. À, vậy nhá. Thôi anh giúp em tí vậy nhá. Dạ, vâng. Cảm ơn. À, vậy thôi anh xin phép đây. Dạ. Anh chào quý khán giả, đi mình đi chỗ khác ạ. Rồi, anh về nhá. Rồi, hơi tắt máy đi ạ. Quý vị ạ, lại vào thăm bà cụ mà cũng ốm đau lâu ngày lắm rồi, bà nằm võng mà có cái cô may mũ ấy quý vị. Mày mũ một tháng chẳng được bao nhiêu tiền quý vị ạ. Nhà nuôi nhiều con chó lắm. Bà đi giúp chữa họ một tí. Thấy mùa mưa ở Gia Kiệm ấy, miền Đông Nam Bộ vùng cao nhưng mà vẫn có nước luộc quý vị. Đấy, đây có nhiều chú chó lắm. Bà nuôi nhiều chó lắm quý vị. Biết bà còn hay bà mất nữa rồi quý vị. À, chị, bà... À, bà ơi, bà khỏe không? À, cũng bình thường vậy thôi á con. À, bà cứ nằm võng vầy suốt dạ. Biết tối chị có bế bà vào giường không? Chị ơi, bà cứ nằm võng vầy suốt ngày luôn à chị? Không, tối em đỡ lên, tối thì có mấy đứa cháu nó về, em đỡ được ở thằng cháu nó về lên cho. À, vậy đấy, mấy cháu nó đi làm công ty hay làm gì bà, à chị? Bà, đi làm công ty hết ạ. À, vậy đấy, quý vị này, bà thấy bà run lắm. Vâng, thôi hôm nay anh mang chút quà của cô ý ân nhân ấy. Đến em giúp, anh giúp cho em đưa 500 cho em để em chăm cho bà nhá. Dạ, vâng, em vâng. Cảm ơn quý ân nhân với cảm ơn bà Thanh với chị ạ. À, em cảm ơn gia đình nhà bé Bảo Châu ở bên Mỹ đi ạ. Em nói vậy cái là được. Em nói. Vâng, em cảm ơn gia đình bé Bảo Châu ở bên Mỹ ạ. Mẹ em này với... À, thôi có điều kiện thì chúc phúc cho các ân nhân em nhá. Dạ, vâng. Vâng, bà ơi, vậy con đi đây bà nhá. Con chào bà vẫn nghe được em vâng, nhỉ? Nghe được. Vâng. Bà biết đây. Vâng. Em nhầm biếu bà 500 này đấy. Bà bé bà gì ạ? Bé Bảo Châu à? Bà bé Bảo Châu ở bên Mỹ đấy. À vâng. Đây mọi người đang chuẩn bị trồng hoa rồi. Nhanh giờ Huyền giờ lại trồng hoa tới mùa rồi đấy.
có lẽ là hoa bán dịp lễ các tháng tháng 11 quý vị ạ. Đây quý vị này, bà cụ đang đây kìa. Bà có cái thùng gì đấy bà? Dòng cây. À, dòng cây nữa cả. À, con coi mua hết cho bà luôn chẳng. Để yên bà chờ con tí con đậu xe sát tôi lề. Tôi xe nó tông. Đấy, quý vị ạ, gặp bà rồi. Đâu, Hiền mua hết không? Cái này mua hết cho bà có 500 ngàn à? Vâng, gần triệu cả bà? À, nhiều chẳng. Gần 1 triệu luôn á bà? Mà sáng nay bà bán còn nhiều với bà? Bà vừa đi về nhưng mà sáng nay bà đi bán ngoài kia mà về còn nhiều vậy bà? Ờ, số chiều nay sổ gì bà? Chiều nay sổ hay mai sổ? Hôm nay sổ. Mà còn nhiều nhà Huyền Trọng. Cặp vào sáng bà đi hết một cặp rồi. À, sáng bà đi bán hết một cặp rồi. Rồi bà lấy để về bà nghỉ trưa. Chiều bà đi bán tiếp cái mớ này. Chiều 2 giờ là hết cái này. Nhưng mà ông chưa biết đâu rồi có khi bán hết rồi. Ồ, vậy bà bán vậy giỏi chứ. Chắc người ta thương hại bà 200 á bà. Ồ, người ta thương hại bà, người ta hay mua cho bà đấy. Kiếm được ngày 2 chị. Và 200 là được 240 ngàn. Đấy, cái vị thấy bà đi. Ờ, mưa gió. Nhưng mà ngày sáng nay mưa bà có đi không? Hôm qua mưa. Qua hết sớm. À, vậy đấy. Qua cái trời mưa xong ấy thì họ mua quá trời. À, vậy cháu nghèo hơn bà rồi. Cháu tại vì tính mua hết cái số này nhưng mà tới triệu cơ mà, đâu có đủ tiền mua. Không mua bao nhiêu cũng được. À, vậy hả bà? Người khác. À, vâng, đấy. Mua hết anh giàu quá. Đấy, vâng, nghèo. À, vậy gái này cũng mua à? Gái này chủ tiệm mà lại cũng nghèo. Cái chừng nghèo hơn bà. Con mới đi rồi. À, ngày hôm nay là không có đồng nào vô rồi đúng không? À. Đấy quý vị ạ. Vậy mua mấy tấm cho bà? 8 tấm chỗ này, con lấy chỗ này nhá. À. Rồi. 8 tấm này mà ở bên Campuchia là người ta bán 100 ngàn bà. Cháu mới qua Campuchia. Rồi. Con nuôi nó ở gần Campuchia. À vậy hả ca? Vâng. Nó có khoảng mấy cây số tới Campuchia. Vâng, Tây Ninh. Chẳng vàng gò dầu gì đấy. Cái micro, cái hì trường. Bà có nhận ra cháu không? Lâu rồi quên rồi. À, lâu không đến bà quên. Bây giờ bà không có nhìn rõ nữa rồi. À, không có nhìn rõ như trước à? À. Nhìn này chứ mờ mờ, là con 41 mờ mờ. Bà con không có nhìn thấy nhưng mà nó mờ. À. Như là có cái gì che mắt này. À, cái cườm đấy. Vâng, không. Tự vì cái trời Covid này nó vậy. À, bà có bị Covid à? Không, không bị Covid đâu. À, mà bà bảo trời Covid nó mờ á? Ờ. À. Từ hồi Covid là nó mờ. À, từ hồi Covid khoảng bà. À, chứ không phải là trời có Covid. Như vậy là có thể bà mình đi mổ cườm, mổ gì có khi nó sang ấy. Nhiều người già hay đi mổ cườm đấy. Sứ Gia Yên tổ chức không mất tiền đấy. Vâng. Vâng. Thôi nhưng bà hôm nay. Nhưng mà khám bệnh người ta có cho bà cườm đâu mà bà. À, nó không cho là cườm à con? Không, mắt bà vẫn sáng à. À, vâng. Đấy, một ngày bà bán được 200 tờ. Công nhận là người ta cũng thương bà, người ta mua nhiều. Quý vị người ta mua nhiều nhưng mà khổ bà nghe. Bà có cái anh ở đang ở trong nhà đấy. Vâng. Anh ấy té xe, tức ngồi xe nó đụng anh ấy. Vâng. Hai bác cháu mà bác thì chết tươi. Vâng. Còn cháu thì bây giờ cứ khờ khờ, núc tỉnh, núc say. Vâng. Có lúc đi bán trăm số xài hết trong về. À. Không biết xài gì. Vâng. Bạn bè nó khôn ấy. Vâng. Nó dụ thằng này đi để xài. Vâng. Vậy anh đấy cũng đi bán số à? Thì mới đi được 2 ngày nay. À, vậy mới ra nghề bán số. Còn trước nó ra, nó ra nó bán, nó cứ bán hết tiền, mất cả xe cả rồi bà giận mà không cho đi nữa. À, vâng. Thôi bà này, hôm nay cháu đang đi mang quà của mấy ân nhân đến giúp mấy người già này kia ấy bà. Vâng. Thôi cháu đến bà 2 lần rồi đấy, giờ cháu gặp bà đây là lần thứ 3 này. Vâng. Thôi cháu giúp bà 500 của gia đình bé Bảo Châu này ở bên Mỹ. Vâng. Đấy, bà cảm ơn đi. Vâng, con cảm ơn. Cảm ơn gia đình bé Bảo Châu nhỉ. Vâng, cảm ơn gia đình bé Bảo Châu. Vâng, có gì bà chúc phúc cho các ân nhân về bà nhá. Vâng. Đấy, vậy. Về 500 ngàn là được bà bán số được hơn 2 ngày. Vâng. Không, còn tiền vé số thì em trả thì em cứ phải trả thôi. Vâng. À, rồi, vậy nhá. Vậy bà cảm ơn quý nhân được rồi, cháu đi nhá. Vâng. Vâng, đợi cháu lấy cái mít. Vâng. Rồi. Bán số nó cầm cái xe ông Đa đi ấy, được 1 triệu rưỡi mà giờ 3 tháng nay nó chuộc được xe. Vậy á? Giờ trong cái 4 số là có 1 triệu thôi. À. Giờ anh đưa 500 là đủ, vừa đủ tiền nó đi. À, lại đi chuộc vé số, à chuộc xe đạp thôi à? Xe. Các anh bà bảo mới đi em lấy số 2 ngày nay á? Vâng. À, đi cầm xe đạp hết 1,5 triệu luôn à? Nó cầm hết 1,5 triệu. À, vậy khổ vậy nha. Không có 1,5 triệu mà đưa. Vâng, vậy đấy. Vâng, thì cảm ơn anh nhiều nha. Vâng, bà đi đi bà nhá. Vâng.
Mấy này không đi học đi chơi à? Nào có tiền mua số cho bà đi. Chú quay YouTube này. Có mua số bị chửi chết. À mua số bố chửi đúng không? À, có tiền ăn cà rem hết rồi không mua số. Này các cháu này ở trong Gia Phát, ngay trước cổng Gia Phát quý vị ạ. Đấy. Đấy quý vị ạ, giúp bà nhưng mà bà đi chụp cái xe đạp. Bà còn chạy xe được không hay bà dắt? À bà còn chạy được đấy quý vị. À, đấy, nhưng mà còng lắm rồi. À cây thuốc đấy. Gần nó là mình không có bệnh. À, ở gần thôi, không có bệnh chứ không cần phải ăn. Không cần phải ăn. À, vậy đấy, bà đang nói vậy. Vậy bà còn biết coi trên mạng nữa. Vâng. Ôi giời, bà hay già. Vâng. Vậy thì bữa nào bà coi YouTube con cho con nhá. YouTube, YouTube con là người Việt Nam nhá. Vâng. Rồi, vậy bà về. Bà. Này quý vị ơi, lại đến hai cô đi bóc điều. Hai cô đang ngồi làm cái gì? Cô ơi. Rồi, biết có khách đến rồi quý vị ạ. Hôm nay khám làm quà của gia đình anh chị Bảo Châu nhé. Của bé Bảo Châu ạ. Tại vì Khánh cũng biết anh chị cũng có liên quan đến Gia Yên, cho nên thời Khánh đi mấy khu Gia Yên mẫu tầm đầy quý vị. Hai cô thấy đang ngồi làm gì ấy, giống như đánh cờ tướng ấy. À làm điều à? Tưởng hai cô đánh cờ tướng. Và Đức mẹ đến thăm hả con? Thăm gia đình. Thăm xuống ấy, cứ đến mỗi gia đình tuần ấy. À mỗi một tuần đến một nhà hả con? Dạ. À vậy hay quá, Đức mẹ Fatima đây nhỉ? Dạ. Hai cô nhỉ? Vâng. À như vậy là sứ mẫu tâm có tượng Đức mẹ Fatima. Cứ vậy mà xong có người đến đọc kinh không cô hay là mình tự đọc kinh thôi? Họ đến và đọc cho một tuần. À vâng. Vâng. Hay cô còn nhận ra tụi cháu không? Dạ anh là Hoàng Khánh. À đúng rồi cô nhận ra. Đây quý vị này. Mà khi hai cô ngồi ngoài đánh cờ tướng. Dạ. Nhưng mà hôm nay vào trong nhà. Hôm nay vừa đi lấy thì về mà nó đi về. À đây. Mưa đấy. Về nhà ướt sạch. Vậy à cô? Dạ. À cái bọc nó không có kín ni lông à cơ? Có nhưng mà mặc áo mưa người ướt hết. À người ướt trong điều cũng ướt luôn á cơ? Không, điều phải có. À cái bọc nó trống rồi. À đấy. Vậy là mình làm, bây giờ hai cô làm một ngày được bao nhiêu ký ta? Lấy 20 ký thì có khi làm. Nọ lấy mùng 1. Vâng. 20 ký thì làm 8 ngày cho cô sao làm chậm á. À ngày đi à, vậy là 20 ký, em gắn cái mic cho cô này. 20 ký làm 8 ngày, tức là một tuần thì có 7 ngày, mà 20 ký làm 8 ngày, tức là một ngày làm được có 2 ký à? Không, một ngày làm 3 ký. 3 ký khi rễ làm thì hai người làm 4 ký, nhưng mà tuần rồi đi khám bệnh 2 lần. À chị này đi khám tai, còn tôi đi khám bệnh tim ấy. À vậy hả cơ? À lại cô lại khám tai, còn cô đây lại khám bệnh tim. Tại vì bác sĩ nói là cho uống thuốc hễ mà không bớt thì phải mổ. Nó từ cái nang nó những 70 ly rồi. À vậy hôm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cơ? À giấy tờ thì năm nay 74 ạ. À vâng, vậy đấy. Mà nếu mà một ngày cô làm được 3-4 ký, một ký như cho thấy được có mười mấy nghìn khoảng cô? 12 ngàn. 12 nghìn đấy. Dạ. Vậy là một ngày hai cô làm được có trung bình là 3 ký thôi. Dạ. Thì được có bây giờ mắt nó kém ra làm vào trong ấy, xong những người họ sáng mắt họ sửa hộ cho à. Dạ, vậy được có 40-50 ngàn quý vị ạ.
4 ký mới được có 48.000. Dạ. À xong có người họ sửa giúp cho đấy. Vâng, những người họ sáng mắt họ thấy mình làm không được sạch đấy, họ cho họ sửa dùng ấy. Đấy người ta cũng người địa phương người ta cũng giúp cho người ta lấy người ta sửa cho ấy nhỉ. Còn người khó là người ta không cho làm. Và người ta giúp đấy. Đâu cô thử làm cho coi thử cái nào cô làm nhanh không nào. Và chị làm thì chị làm nhanh nhưng mắt chị kém lắm. Vâng. Sốt sốt nhiều lắm. Đấy một cục rồi này. À gọt vậy đấy. Cái chỗ vàng chỗ gọt trụi rồi. Đâu phải riêng bóc không đây, tại thì ra là lấy vẫn sạt rồi nhưng mà về là sạt. À. Chấm chấm một tí là người ta cũng giảm ra đấy. Chấm một kim cũng được. À phải cho nó trong veo không còn tí cái hột cái nào hết cái gì ạ? À? Gọi là không còn được một tí vết nào ấy ạ. Có vết nào là có người cũng phải gọt đi này. Dạ. À. Chấm chấm phải gọt hết. Vâng. Đấy có cái vết nào đấy thì phải người ta sửa giúp cho mắt kém không nhìn ra ấy ạ. Hôm nay gần hên ấy. À vết bỏ là cái bảng nó có kiến cầu để như vậy này. À. Kỹ không biết. À soi đấy hiện phải soi kỹ ra. Dạ. Đấy này là xuất khẩu hay cái gì? Đóng bọc mà nó bẩn không chịu. Vâng. Ơ mà hai cô không đeo kiến nhỉ? Có cái kiến cắt rồi đấy mà đeo xong rồi là nó khó chịu. Dạ. Nó cứ tỉ tỉ cái tai ấy, chị bảo chị tuần vừa rồi chị phải đi khám tai rồi phải bị đó là họ chuyển xuống phải đi xuống trung tâm đấy cạo hết cái lớp này ra luôn. À quên rót nước anh thôi còn không uống nước đâu. Lúc mà mình lấy một 20 ký về mình cạo thì là vậy nó hao thì người ta không ạ. Cái này phải đưa hết cho họ để họ cân lại. Không có được lấy đâu. Thí dụ mà thiếu ấy một lạng ấy thì họ trừ 20 nhưng mà họ nói vậy có họ nhiều khi nó thiếu một lạng hay nửa lạng họ cũng thương họ như gì thôi chứ họ cũng không họ nói thì nói rồi bao nhiêu mà trừ hết. Vâng, đấy, ký thì trừ tới 20 mà công làm lại có 12.000 thôi. Đấy, ý là một lạng em nếu mà thiếu ấy. À, một lạng thôi mà đã 20.000 rồi. Vâng. Đấy. Nhưng mà họ nói thì nói vậy chứ nhiều khi thiếu nửa lạng hay là một lạng đi nữa thì họ cũng thương, họ cũng du di thôi chứ họ cũng không dám trừ đâu. Sạch như vậy. Họ chỉ nhắc nhở về thôi chứ là họ cũng không trừ. Cũng may là làm như vậy con dao nó không phải là sắc quá hình dạng, chứ sắc quá thì là cắn vào tay. Không ạ, mới thay dao đấy. Em biết làm không? Coi chừng đất này đi. Sao con phải tập á. Ê, thất nghiệp con đi làm. Quý vị này, người thường làm không nhăn bằng gọt hết luôn. Mà hai cô làm một ngày được có coi như có 20.000 đấy nha. Còn gái trang điểm thì bao nhiêu mình. Gái chỉ vẽ cô dâu thôi. Đấy quý vị ạ, không phải dễ đâu, không quen khó làm lắm. Hai cô quý vị thấy hai cô ngày làm chỉ 3-4 ký mỗi ký được 12.000 đấy là trung bình đấy. Vâng. Còn như ngày hôm qua thì lại cần đi dỗ cái cô em râu con bà rì ruột ấy cơ. Vâng. Dỗ đầy năm hai mẹ con bị covid chết. Dạ hôm qua mới đi dỗ quà về. Ở đâu cô? Ở thành phố. Vậy đấy. Vâng. Năm nay được năm rồi. Hai cô ngày được có 50.000. Rồi nhà nước họ có hỗ trợ các cô một tháng mấy trăm gì không cô nhỉ? Dạ có Tết thì họ cũng cho tiền Tết. À còn tháng không có à cơ? Dạ chưa. À chưa được lương già. Dạ. Thì hỏi với bác sĩ khi nào có tan không? Ông bác sĩ ông nói nó nhỏ thì nó tan nhưng mà nó lớn thì cũng không biết chừng. Vâng, cứ đang uống thuốc đi. Vâng, vậy là quý vị hai cô làm một ngày chỉ từ chưa được 50.000, chưa kể ngày nghỉ đi đám đình dỗ chạp. Vâng. Đấy là ngày chưa được 50.000 hai cô luôn thì, cô mà hai cô thì chưa được tiền hỗ trợ của nhà nước tiền già tiền gì lại chưa được. Yeah. Vâng thôi hôm nay cháu mang quà của ân nhân đến biếu hai cô một tí nhá em. Em biếu hai cô chắc 700 em ạ. Biếu hai cô đi em đưa cho hai cô đi. Rồi cháu vâng đây hai cô cảm ơn quý ân nhân là gia đình nhà bé Bảo Châu cô ạ. Dạ cảm ơn đây, cảm ơn ông bà Bảo Châu. Vâng, bé Bảo Châu nhá, mình chúc phúc cho bé để cho gia đình. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình. Xin Chúa cũng chả biết nói gì. Vâng. Đã giúp đỡ chúng tôi trong cái lúc khó khăn già luôn. Vâng. Dạ.
Vâng, vậy là quý rồi. Thôi vậy hai cô nhá. Dạ, cảm ơn ạ. Vâng, họ có điều kiện họ giúp mình. Mà thấy hai cô khó khăn mà họ giúp được hai cô, họ cũng mừng lắm đấy. Dạ, dạ. Vì thôi mình cứ cầu nguyện chúc phúc cho các ân nhân vậy hai cô nhá. Dạ, em biết. Vâng. Nói gì chỉ có cầu xin chúc phúc vậy. Chúc lành cho tất cả mọi quý ân nhân nhá. Vâng. Chúc phúc cho anh với chị đi làm công tác. Vâng. Cho Chúa, chú ban cho sức khỏe. Vâng. Để giúp đỡ cho. Vâng, vâng, vậy là quý rồi cô ạ. Vâng. Chúc hai cô sức khỏe luôn hai cô nhá. Dạ, dạ. Vâng, vâng. Đấy, quý vị ạ. Quý vị này, nhà đây hôm bữa mình đến thăm có bà cụ liệt nhưng bà mất rồi, nhưng mà nhà cô còn một ăn nữa. Ăn cũng hay đi nhặt ve chai lắm quý vị. À, cô mình đang ngâm bắp về cho nó nở à cô? À luộc. À luộc rồi xong bây giờ mình cho vào hồi mình ninh mình bung lên các bạn. À vậy là ngày mai cô bán đấy. À đấy nhà cô chuyên làm xôi rồi xôi bắp rồi bánh chưng nhỉ. Ờ à, em lấy đâu rồi? Em đây à? Còn em nào nữa không ta? À vậy Huyền em lấy 400 cho cháu đi. Thôi này cháu mang chiếc quà đi giúp mấy gia đình khó khăn này. À, biếu em 400 nhá. À, em này giờ làm gì cái gì không cô? Cháu nó không có làm cái gì hết. À vậy. À đúng rồi, sau này nhìn khác nọ vậy. Ngày nào cũng ra phải hay ra hai chú lắm đúng không? Đúng rồi. À sau này nhìn thấy là lạ. À rồi, biếu em 400 này. Cảm ơn nhá. À, cảm ơn bé Bảo, gia đình bé Bảo Châu bên Mỹ. Rồi, cho về 400, cảm ơn nhỉ nhá. À, đấy. Rồi. Đấy. Ngon chưa? Cảm ơn nhá. À, hơn đi nhặt ve chai rồi. Và nó đi 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Và nếu có bà kia, nếu có bà kia bà hết lên cái rác rồi, rác ra cái bàn đấy chai ấy. Vâng, cô đi 1 2 giờ đêm á? Nó đi 1 2 giờ đêm á, chứ chứ hắn à. Vậy á. Cháu nó có đi vậy xong rồi khi giật mình dậy mở cửa thấy đâu có tiêu không đấy mà 1 giờ đêm dậy làm rồi mà chưa thấy nó về. À, vậy đó. Khoảng 2 giờ bắt đầu mới thấy nó mò về, nó lôi toàn cái bao ni lông nó đưa về mà. Vâng. Nó đang bỏ bên kia kìa. Vâng, hôm nay mà khi lấy đồ cái mũ này bỏ cái mũ ra làm nhận không ra. Thế là lạ. Mà người ta không có mua cái này, có lấy về mà nó cứ tha lôi nó đưa về. À đấy, vâng, vâng, thôi chào cô, vâng, 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 dạ. Cô chú nhé, cháu vâng. Có lòng giúp đỡ thì cũng cầu xin cho họ là chú ban cho họ được gặp nhiều may mắn. Vâng. Được may mắn trong công việc làm. Vâng, vâng, đúng rồi, cảm ơn cô nhé, vâng, dạ, dạ. Dạ, đây, gặp cô rồi. Hôm nay cô đi nhặt ve chai về sớm à? Này khó chịu quá ở nhà. À khó chịu quá cả. À hôm nay vì mưa gió quá cô chẳng. Gió lại cao mà trong mặt thì dám đi. À vậy vâng. À. Vâng. Vâng, thế kệ cháu của. Thôi được rồi cô ạ. Cô cái bệnh của cô vậy mấy nay nó có hẳn không cô? Hẳn hẳn mà không có thuốc mà uống không có uống thuốc tại vì không có tiền đi nhà thương ấy. À. Toàn là uống cái lá cây mà họ giới thiệu ấy. À vâng. Vậy xong rồi uống hẳn mà kiếm được thì uống thì nó đỡ hơn không nó hẳn. À vậy à cô. Lúc người ta chạy lên đây này, nó chạy lên xong nó nhức quá trong rồi bảo với bạn bè chứ khéo tao bị ung thư quay hàm sao tao nhức quá. À. Vâng, lúc nó hành đâu có nó không cho ăn. Mà cứ nóng mà cô uống cái thuốc lá là nó chịu thì cô đi kiếm cái lá đấy cô uống có dễ không hay là khó? Cô kiếm lắm. À. Vâng, ở đây giờ họ cứ bằng này họ đã xịt thuốc này. À. Cho nên là không có. À. Mà đi con em nó lấy chồng ở trong Tân Lập ấy thì ở trong đấy thì họ bảo xịt nhiều thuốc là nó hư, nó hại đất đấy họ không xịt. Cho nên là thế mà hết thuốc thì hết thì lại bảo em nó không đi được, nó lại mướn người họ đi đấy. À. Cho họ 100-200 họ đi họ lấy ra. À vậy đó cô. Mà cô bị sớm bữa nay là bao nhiêu năm rồi cô chẳng? Cô bị từ cái hồi cũng lâu lắm mà cũng dài dẳng đi theo cái bà trên bà là gùi cả. Bà vâng. Chữa cho đến gần một năm thì gần vâng. Thế là cũng đỡ nhiều lắm rồi. Vâng. Trong hôm mùng 2 Tết thì bà trúng gió và chết là thôi đấy. À. Về nó hành được quá. Vâng. Hành không chịu nổi luôn. Các bạn là đi mổ. À. Lên nhà thương ông biếu thì nhà thương thành phố ấy, họ cũng bảo là biếu độc. À. Không tin lại về Đồng Nai họ cũng bảo biếu độc. Vâng. Về đến Thánh Tâm họ cũng bảo biếu độc. Mà nó hành quá xong là bảo bác sĩ ơi vậy thì có mổ được không? Ông bảo mổ được. Mà mổ được về chúa tôi nó hành cho quá chừng xong về sau họ giới thiệu cho cái cây này đấy. Vâng. Uống người thấy nó đỡ. Trước là uống cái nấm kim chi mà của dân tộc họ lấy ở trong rừng sâu ấy. À. Là mấy 100.000 một ký đấy. À. Còn ít tiền đang để đấy, đang uống cái cây này thì hết thì mình uống cái đấy. Vâng. Hễ uống vào thì nó đỡ, mà không uống vào là nó hành. Vâng. Nó hành á, cái cổ mình nóng không khác gì nước sôi. À. Chúa thì nó khó chịu.
Vâng, đấy ghi ra cả cô là cô đang nhặt ve chai mà cô bị ung thư mà cô không có chữa, không có tiền chữa thuốc tây nên cứ uống thuốc lá. Vâng, uống uống hệ A hệ chỉ đâu rồi uống cái nào để chịu thì lại cứ đi kiếm cái đấy. Vâng, mấy năm này thì cứ uống vậy. Vâng. Thôi cô ạ, hôm nay cháu mang chút quà của ân nhân cháu mang cho đi biếu mấy người khó khăn đấy. Vâng. Cho bố cô 500 cô nhá. Vâng vâng. 500 của gia đình nhà bé Bảo Châu bên Mỹ nhá. Vâng vâng. Vâng vâng, vâng em gửi cho cô đi. Vâng, cảm ơn vâng. Bé Bảo Châu bên Mỹ nhá. Vâng, vâng, cảm ơn bé Bảo Châu bên Mỹ đã giúp đỡ cho tôi. Vâng. Những thần có thân một mình ấy. Vâng. Vậy cô nhá. Vâng. Vâng, thôi chúc cô gặp này gặp thuốc rồi cô khỏe mạnh bình an vậy cô nhá. Vâng. Vâng, 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 cho đi cô ạ. Vâng, vâng. Dạ, dạ. Quý vị ạ, quý vị vừa đã thấy Khánh Thi quay có nhiều hoàn cảnh thế tội quá quý vị nhỉ. Rất là tội nghiệp, quý vị cũng đau lòng với những hoàn cảnh đấy quý vị. Có điều Khánh thì chỉ truyền tải những món quà của quý ân nhân thôi đấy quý vị ạ. Nhưng mà thực sự đi nhiều cũng thấy ấn tượng, với lại cũng thấy có gì đó cũng đau lòng thì cũng buồn quý vị nhỉ. Bây giờ gắn lại tiếp tục khấn lòng vòng một chút. Đi như vậy thì nó cũng hơi mất thời gian quý vị ạ. Khánh đi cả buổi sáng bây giờ mà cũng chưa được nhiều nhà lắm quý vị. Khánh đang có mặt ở thẳng con đường ở giáo sư Mẫu Tâm đi ra luôn quý vị ạ. Khánh đến với hai bà cụ chỗ này quý vị ạ. Anh thấy hôm bữa hai bà cũng đi xin ở ngoài đường quý vị ạ. Đi xin ở chợ ấy quý vị ạ. Đây hai bà. Hôm nay hai bà không ra chợ à? Bà đây có ra chợ không ta? Bà đi tướng bà đi nhanh vào Hiền chẳng. Bà đi chợ về rồi. À vậy à con. Chào bà. Hôm nay bà có ra chợ không con? Hả? Hôm nay bà có đi ra chợ không? Có. Mấy giờ bà đi? Nay à? Vâng. Đi chả biết đi bữa lúc nào đi. À. Chả nhớ. À vậy à, hôm nay mưa. Thì kỳ này bà có nhiều tiền xài không? Đâu có. Đi bán được cháu cho nhà Thúy Xanh. À. Bán được mấy đồng vậy để mua được tí chép khô rồi về. Vậy hắn nấy à? À, vậy cháu nó buồn, buồn là ghi hay gì? À, vậy ạ. Họ thương hại, họ bảo chở bà anh về nhà. À, vâng, vâng. Ăn cơm rồi. Vâng. À, ăn cơm rồi à con? Vâng. Cháu mang chút quà của mấy anh nhân ấy, con mang đến con biếu mỗi bà 300 bà nhá. Vâng, của gia đình nhà bé Bảo Châu, có gì bà cảm ơn anh nhân nhá. Cảm ơn vô cùng. Vâng, đấy. Bà có nhớ cháu không? Bà thấy cháu quen quen không? Quen. À vậy là bà còn minh mẫn quý vị ạ. Hai bà cảm ơn bé Bảo Châu nhá. Vâng, hai bà chia nhau. Vâng. Vậy bà cảm ơn đi, bà cảm ơn ân nhân đi. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn. Vâng. Vâng, đấy. Hôm bữa là có ba bà, một bà mất rồi nhờ. Bà mất được nửa năm rồi. Vâng, nha. 16 tháng 12. À, mất 16 tháng 12. Bây giờ là tháng 7, này, tháng 8 rồi, hơn nữa. Không tìm ra bệnh. Vâng. Không có nhà thương, không tìm ra bệnh. Đây, còn bà đây đang đeo cái bịch gì ở trong người đây này. Vâng, đấy, bà đang phải mổ, đang phải đeo. Vâng, thôi ạ, à, thôi vâng. Thôi họ, vâng. Đấy, bà đang đeo cái bịch đấy. Rồi, thôi con chào hai bà nhá, con đi không thôi muộn. Vâng, chúc bà sức khỏe nhá. Vâng, đấy, hai bà chia nhau nhá. Vâng, vâng. Cảm ơn. Dạ, vâng, vâng. Vâng. Dạ, dạ. Mình là nhà có cây khế to lắm quý vị này. Nhà hai cô ở đây cũng rộng quý vị ạ. Nhưng mà hai cô thì còng lưng, rồi bà cụ nữa nó ốm yếu lắm quý vị này. Đây, nhà chị. Dạ, nhớ rồi à cơ. Tưởng quên luôn rồi. Đây, vâng. Có dàn mướp sao chẳng lúc nào thấy có trái nhỉ? Có trái ngày nào mình vất ngày đấy rồi à? À. Vâng. Đấy, vâng. Chào bà. Bà. Dạ. Cháu đến chơi vậy mà. Vâng. Thôi ngồi đây thôi, thôi đi ướt chân bẩn rồi. Ốm quá. Ốm quá cơ. À vậy à? Ừ, hôm nay thấy bà yếu này. Ăn cơm hai món cơm. Vậy á bà? Vậy à? Còn chị tới nọ này có đi khám bác sĩ gì không chị? Đi trên Ân Thánh, nội tai, tai
À, đi tán sỏi rồi á chị. Vâng, bây giờ chị có đỡ hơn không? Đau lưng lắm à. Chị ngồi đi chị này, là chị đứng không nổi nữa rồi quý vị nè. À, đấy. À, vâng. Vâng. Đấy, chị bị vậy đấy, chị đi cứ vậy đấy. Cụ thì yếu mà chị vậy đấy. Vâng, mới 63 mà chị bị vậy đấy. Vâng. Vâng. À, chị bảo có lần à? Có một, không biết đứa nào nói quên rồi. Vàng đúng không? Vàng. Được lên, bà với chị được lên TV, lên YouTube, nổi tiếng khắp thế giới luôn. Úi giời ơi. Vậy là kỳ này chị mới đi tán thận rồi. Tán rồi. Vâng, xong nó đỡ cái đau được cái thận rồi gì chị? Nằm trên thanh tâm đấy. À. Thanh tâm, tán sỏi trên thanh tâm. À, còn bà cụ bây giờ lại ăn uống không ngon hả chị? Không. À, vậy đấy. Vâng. Đúng hôm nay thấy bà yếu yếu hơn hôm nọ. Dạ. À, ngã ngay chỗ này gãy tay hôm Tết này. À, mới hôm Tết á, bà. Tết bà ngã chỗ này gãy tay. À. Hai cái xương ở chỗ đây. À. Gãy tay. Vâng, vậy á, bà đi ra đây á. Thì ở đây đi này, đi lên chỗ hè đây này. Vâng, đấy. Vâng. Nhà chị nhà mình là có con trai gì không chị? Anh cả trong số nhỏ. À. Một thằng em, có thằng nó gọi là thằng Thái, nó cụt chân tới đầu gối này. À. Nhà nó bên kia đường. À. Hoàng Khánh. Vâng. Hoặc tiệm Hoàng Khánh chỗ nhà bà Lộc. Con ở nhà bà Ký Tuyển ngày xưa ấy. Vâng. Dạ. Đấy, cái... các cô, các anh có nói tôi niếc không? À. Thôi, hôm nay bà với chị ạ, hôm nay Khánh mang chút quà của quý nhân dân ấy, mang đến biếu bà với chị tí quà tiền quà bán đấy mà nhá. Vâng. Em gửi cho bà với chị 600 đi. Vâng, đấy. Vâng. Đây là của gia đình nhà bé Bảo Châu bên Mỹ. Chị cảm ơn gia đình đi nhá. Cảm ơn gia đình bé Bảo Châu đi. Cảm ơn quý nhân nhà bé Bảo Châu. Vâng. 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 Mình cảm ơn ân nhân ấy. Con mang đi giúp thôi. Quà của người ta gửi con mang giúp dùm ấy. Để chị nói cảm ơn đi. Cảm ơn đi không đi được. Các cậu. Vâng. Đấy, chẳng nhớ bé Bảo Châu rồi. Vâng. Kiểu khóc này. À vậy à, xúc động quá à? Xúc động quá. Vậy á? Chị này nấu cơm mẹ hầu tôi đấy. Vâng, đấy. Đấy, chị lại không có gia đình chẳng. Có mình chị vậy đây nhằng. Vâng, chị bán lá rong với quý vị này. Và có thêm mảnh vườn. Trồng cây này là cây hẹ ấy chị chẳng. Vâng. Đấy, chị đau lưng. Ăn ông bê về đem vào nhà trồng cây dạ. Và đấy, và quý vị đấy thấy còn đây là lá dòng vậy. Lá dòng thì Tết bán được có tí vậy cũng khổ. Và mướp thì cỗi rồi, chị cũng yếu, chị chẳng chăm được. Nhà không có đàn ông chả, có hai mới hai mẹ con vậy. Ba chết rồi. Và đấy còn cái ăn Thái mà chị bảo em trai chị nó cụt chân, với cụt hai chân hay một chân chị? Cụt một chân đi, 19 tuổi đi bộ đội bên Campuchia, cụt chân à. Đây này. À, vậy là nhà vợ của nó ở bên kia. À, bên kia đường. Đấy, còn một ăn cả thì lại suy nho. Anh cả suy nho, 8 đứa con. Thế. 8 đứa con, một đứa ơ ẩn. À. Một đứa ơ ẩn. Chắc cũng lớn tuổi luôn rồi chị nhỉ? Anh cả thì 6 mấy rồi. Vâng. Thì anh cả tôi mà. Vâng, đấy. Mà có khá không chị? Ở trong đấy thì có khá không? Cũng đỡ vậy. À, anh ấy cũng phải nọ và đi hết mấy trăm triệu, à trăm mấy mỗi đi thở van tim. À, vâng. Cũng đấy. Đi Chợ Rẫy, bây giờ Chợ Rẫy đi bệnh viện tim suốt đời. Vâng. Không đấy. Đi không uống thuốc nó đông máu lại. Vâng. Đấy. Nhà chị có cây, cây này là cây kim giới phải không nha? Cây tiết tô. À, Khánh quay em quay cho quý khán giả xem một tí. À, đây. Quý vị ạ, cây nhà lá vườn này, cây tiết tô. Cây tiết tô là cô khuê cô ấy hay uống nâu 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 này, cắt ra cho cô. Đúng rồi, cây tiết tô. To quý vị ạ. Rồi đây là cây đây là cây lá thơm mấy chị nhỉ? Cái gì? Húng thơm. Cái rau thơm quý vị ạ. Khánh vậy xin lỗi quý vị cũng chẳng rành về nông nghiệp lắm. Chị ấy có phải cây rau thơm nữa không chị? Đúng, cây cây tiết tô, cây mấy cây húng heo đây này. Vâng. Vâng, đây quý vị này. Đây là cây tía tô. Còn đây trồng cả cây hoa huệ quý vị này. Đấy, cây hoa huệ này, bông hơi ít. Kẹp. Cô trồng, quý vị xem một tí mùa vườn quý vị nhé. Rồi
Đây là cây bí ngô nữa nhưng mà không có cây quả. Cây bí ngô đây. Và cắt nhiều rồi. Hôm qua con cháu nó về này cắt cho nó bơ. Thu hoạch được mấy lần rồi. Ừ thì bí ngô đây gọi là bí ăn ngọn đây. Bí ăn ngọn chứ không phải bí lấy quả. À bí ăn ngọn. Còn đây là cây ớt hiểm quý vị này. Không, ớt hiểm này bây giờ Khánh cũng ít thấy lắm. Nhà cô trồng nhiều lắm quý vị ạ. Đấy, có khu vườn nhỏ để trồng đủ thứ vậy quý vị ạ. Đây là cây sambuche nhỏ nhỏ phía trước đây nữa quý vị này. Cũng thấy bảo có trái thì đấy. Đấy quý vị ạ. Tí rất sang. Má hốt cá chó mà. Vâng. Đây, thầy nhờ chị Giác qua người hàng xóm đó quý vị ạ. Có nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm nhưng mà mình anh đi suốt từ sáng giờ tới 12 giờ rồi mà mới được có vài hoàn cảnh vậy quý vị ạ. Nghe nói cô bên này cũng chạy thận suốt quanh năm rồi đang dán hộp mướn cho người ta thôi. Mình qua đây thử một tí quý vị ạ. Đây là một cái xưởng làm sắt quý vị này, cửa sắt nhiều, thường thầu cho những cái công trình xây dựng nhà. Khánh đang có mặt ở đây là con đường Gia Yên khu 2, trong nhà ông Kế Truyện ngày xưa đi vô quý vị ạ, đi vô thẳng nhà thờ đây luôn. Con cũng đến nhà cô mấy lần, đi được ạ. Vâng, là cô đấy đang ở với ai mà có mấy cháu này là ai đó? Lên nó ở cho nó vui chứ còn con mình. Hôm bữa đến mấy lần gặp cô rồi. Mấy cháu đang làm bọc với bà luôn à? Chứ quay thử coi này, làm hộp á. Hộp này làm được nhiều tiền không con? Gấp hộp thành lấy giấy gấp bọc với hộp. Vâng. Này quý vị này. Một bên là cái bọc mica, bọc hoa văn này gấp chung vào với giấy cắt tông sẵn, giấy bìa sẵn rồi tạo thành những cái hộp quà. Đấy quý vị ạ. Bà con làm một ngày được bao nhiêu tiền con? Được mấy chục, là 40, 50 không hay là bao nhiêu? Tùy ngày. Vậy à? Về đi. Vâng. Chị ơi. Nghe chị đây nói chị ấy, với lại hôm trước không có đến nhà chị lần hay lần rồi phòng. Chị có nhớ không ta? Chẳng nhớ. Mới đến nhà chị lần nào chưa ta? Chị ơi, chị làm hộp về ngày được bao nhiêu tiền chị? Được mấy chục. Mấy chục à? Lấy tiền chạy thật. Và ngày nào chạy thật tuần chạy mấy lần tuần chị? Tuần chạy 3, cắt ngày đi chạy. Vậy á con. Cắt ngày đi ngày, mất công chăng? Vất vả chăng? Đi coi đâu làm gì rồi ngày nào nghỉ ở nhà dán giấy thêm để kiếm tiền. Vâng. Vậy đấy, vâng. Chị đang cho mấy cháu nó đến ở chị cho vui à? Hôm nay cháu ngoại lên đi học rồi, chứ nó không chẳng ở đây. Vâng. Thôi em mang chút quà của ân nhân này. Em giúp chị 400 vậy chị nhá. Chị làm gì chị làm ạ. Vâng. Vâng, chị cảm ơn gia đình bé Bảo Châu đi. Chị nói vậy đi. Cảm ơn gia đình bé Bảo Châu. Vâng, đúng rồi. Vâng, chúc chị mà sức khỏe vậy nhá. Vâng. Em chào chị đây. Vâng. Dạ, quý vị nè. Đấy. Cô là gì của cô đây chị? Hai chị em à cơ? Vậy à cơ? Cả chị em và cô này chứ năm. Bị tai biến mười mấy năm rồi à cơ? Tôi giờ chạy về quanh quanh nhà. Thôi cháu mang chút quà của gia đình nhà bé Bảo Châu bên Mỹ ấy, biếu cô 400 vậy cô nhá. Cô gắn gì cô tôi chi tiêu ạ. Cảm ơn gia đình bé Bảo Châu. Bảo Châu ạ, Châu ấy cơ. Vâng, vậy cô nhá. Thôi chúc hai cô sức khỏe vậy nhá. Đấy. Anh chị nhá. Với cô đi phải dắt gì à? Không, một mình thì cái từ giờ còn đi nhận nhé. Chủ chân nó cái bệnh tai biến này hay xúc động. Đấy, xúc động quá đây này. Vậy thôi, vậy cháu chào hai cô nhá, cháu đi đây cô nhá. Vậy thôi cô đừng ra nữa, cô đứng đấy đi ạ, mất công cô đi ạ. Rồi cháu về đây. Rồi cô ơi, cô về ăn thôi mưa nhá, cảm ơn cô nhiều.
quý vị ạ. Hai vợ chồng Khánh thì cũng muốn tranh thủ đi lắm, đi cho nhiều được nhiều nhà để mang những phần quà của gia đình bé Bảo Châu. Tại vì gia đình bé Bảo Châu cũng gửi Khánh cũng lâu rồi quý vị ạ. Và cũng là có liên quan đến người Gia Yên đấy. Nhưng mà hôm nay hai vợ chồng Khánh đi suốt buổi sáng tới giờ này là hơn 12 rưỡi quý vị ạ. Cũng chỉ được có bằng đó gia đình đấy. Thôi thì lại khách với gia đình anh chị bé Bảo Châu để có dịp nào đó Khánh lại đi tiếp. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác mình, quý anh chị em mình đã xem phim ủng hộ cho Khánh. Khánh cảm ơn rất nhiều, Khánh xin chào tất cả luôn ạ. Trời lại sắp mưa rồi quý vị ạ.